Minh Châu thân mến chào các bạn. Trong bài học tiếng Đức số 45, hôm nay chúng ta học về một số câu sử dụng trong nhà hàng, trong quán bar và những vật dụng có liên quan. Phần văn phạm, chúng ta làm quen với lại cái chữ trạng từ da chú, da mít. Và ngoài ra, chúng ta cũng làm quen với một câu có hai túc từ trực tiếp và gián tiếp đi chung với nhau. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào bài học. Guten Tag, was möchten Sie bestellen? Xin chào, bạn muốn đặt món gì? Chúng ta có cái động từ bestellen. Nó có nghĩa là đặt hàng, đặt một món ăn nào đó, vân vân. Thì chúng ta dùng bestellen. Guten Tag, was möchten Sie bestellen? Ich nehme einen Fruchtsalat, bitte. Xin cho tôi một đĩa salad trái cây. Salad trái cây tức là những loại trái cây khác nhau người ta cắt nhỏ ra rồi trộn với lại nước siro hay là da ua hay là kem hay là rượu, vân vân, tùy theo mỗi vùng nha các bạn. Và để trả lời cho câu hỏi Was möchten Sie bestellen? Thì chúng ta có nhiều cách để trả lời. Cách đơn giản nhất là chúng ta dùng từ möchten. Ich möchte einen Fruchtsalat, bitte. Chúng ta cũng có thể dùng những động từ đã học như là brauchen, tức là cần, hay là wollen, cũng có nghĩa là muốn, hay là mögen. Và trong bài học hôm nay, chúng ta học thêm một động từ mới, đó là nehmen, có nghĩa là lấy. Và được dịch nôm na trong câu này có nghĩa là tôi muốn ăn một đĩa salad trái cây, hay là tôi muốn có một đĩa salad trái cây, làm ơn cho tôi một đĩa salad trái cây, vân vân. Ich nehme einen Fruchtsalat, bitte. Ich nehme einen Fruchtsalat, bitte. Möchten Sie dazu noch etwas trinken? Cô có muốn uống cái gì kèm theo nói chứ? Möchten Sie dazu noch etwas trinken? Trong câu này, chúng ta có một chữ mới, đó là dazu. Dazu. Nó có nghĩa là thêm vào, và chức năng của nó tức là trạng từ. Trạng từ là một chữ dùng để bổ nghĩa cho động từ, còn tính từ để bổ nghĩa cho danh từ. Trinken Sie noch etwas dazu? Thì cái chữ dazu ở chỗ này, nó bổ nghĩa cho cái động từ trinken. Möchten Sie dazu noch etwas trinken? Ja, ich trinke ein Wasser mit Kohlensäure, bitte. Có, xin cho tôi hay là làm ơn cho tôi một ly nước có ga. Nước uống có ga thì gọi là Wasser mit Kohlensäure. Còn nước uống mà không có ga, tức là nước thường, tức là Wasser ohne Kohlensäure. Ja, ich trinke ein Wasser mit Kohlensäure, bitte. Und Sie? Was nehmen Sie? Còn ông muốn gì? Hay là còn ông cần gì? Und Sie, was nehmen Sie? Ich trinke einen Kaffee ohne Milch. Tôi uống một ly cà phê không có sữa. Các bạn còn nhớ giới từ ohne. Ohne có nghĩa là không. Nó là một giới từ trực tiếp. Thí dụ như là không có tôi, tức là ohne mich. Không có bạn, ohne dich. Không có nước, ohne Wasser, vân vân. Ich lebe ohne deine Liebe. Tôi sống mà không có tình yêu của bạn. Ich trinke einen Kaffee ohne Milch und dazu esse ich einen Kuchen. Tôi uống một ly cà phê không sữa và tôi ăn một miếng bánh ngọt kèm theo. Ich trinke einen Kaffee ohne Milch und dazu esse ich einen Kuchen. Để các bạn có thể hình dung được chúng ta sử dụng cái chữ da chu như thế nào cho hợp lý, thì bây giờ chúng ta tiếp tục với một vài thí dụ. Tôi chỉ có thể khuyên bạn về điều này. Dazu kann ich dir nur raten. Cái động từ raten có nghĩa là đoán, là khuyên. Raten zahlen có nghĩa là trả góp. Mình mua cái gì đó và mình trả góp. Dazu kann ich dir nur raten. Bạn biết tôi không có thể nói với bạn bất cứ điều gì về nó hay là về vấn đề đó. Du weißt, dazu kann ich dir nichts sagen. Du weißt, dazu kann ich dir nichts sagen. Cô ấy chơi đàn Klavier, tức là đàn piano đó, và anh ta hát theo. Sie spielte Klavier und er sang dazu. Sie spielte Klavier und er sang dazu. Anh ấy hỗn láo và còn ngu ngốc trong chuyện đó.
Er ist frech und dumm dazu. Er ist frech und dumm dazu. Khi muốn trả tiền thì các bạn dùng động từ bezahlen. Bezahlen. Chúng tôi có thể trả tiền được không? Hay là xin cho chúng tôi trả tiền thì sẽ nói là Können wir bezahlen bitte? Können wir bezahlen bitte? Ja, gern. Bezahlen Sie zusammen oder getrennt? Ông muốn trả tiền chung cho tất cả hay là trả riêng từng người? Chúng ta đã học cái chữ zusammen có nghĩa là chung, là tất cả hay là cùng nhau. Hôm nay chúng ta học cái chữ getrennt. Getrennt có nghĩa là riêng biệt, riêng lẻ. Ja, gern. Bezahlen Sie zusammen oder getrennt? Getrennt, bitte. Xin trả tiền riêng. Các bạn luôn nhớ cái chữ bitte kèm theo. Trong tiếng Anh là cái chữ please. Nó có nghĩa là làm ơn hay là xin. Dùng nó một cách lịch sự trong giao tiếp. Getrennt, bitte. Wer bezahlt was? Ai trả cái gì? Wer bezahlt was? Ich bezahle das Stück Pizza, die Portion Pommes, die Tasse Kaffee und die Dose Cola. Tôi trả tiền cho một phần bánh pizza, một phần khoai tây chiên, một tách cà phê và một lon cola. Ich bezahle das Stück Pizza, die Portion Pommes, die Tasse Kaffee und die Dose Cola. Und ich bezahle den Teller Pasta, den Becher Eis, das Glas Orangensaft und die Flasche Soda. Còn tôi thì trả tiền cho một đĩa mì ống, một ly kem, một ly nước cam và chai soda. Und ich bezahle den Teller Pasta, den Becher Eis, das Glas Orangensaft und die Flasche Soda. Khi đang ở trong nhà hàng, các bạn không hài lòng hay là có một vấn đề gì đó về các món ăn, các bạn có thể hỏi như sau. Entschuldigung, ich habe ein Problem. Xin lỗi ông, tôi có một vấn đề. Entschuldigung, ich habe ein Problem. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Vâng, tôi có thể giúp gì được cho ông? Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Schauen Sie mal, mein Poulet ist nicht richtig durchgebraten. Es ist noch roh. Das ist gefährlich. Ông hãy xem đây, món gà của tôi không được chiên kỹ, nó còn sống, điều này nguy hiểm lắm. Chúng ta có một danh từ mới bằng tiếng Pháp nói về con gà đó, thịt gà tức là Poulet. Schauen Sie mal, mein Poulet ist nicht richtig durchgebraten. Es ist noch roh. Das ist gefährlich. Oh ja, es ist noch rosa. Das tut mir leid. Ich bringe das gleich in die Küche, damit Sie es nochmals braten. Oh, đúng vậy. Nó vẫn còn màu hồng. Tôi xin lỗi về điều này. Tôi sẽ mang món này vào bếp trong một phút nữa để chúng được chiên lại. Trong câu này, chúng ta học thêm một trạng từ mới. Đó là chữ damit. Damit có nghĩa là với cái đó, với điều đó. Oh ja, es ist noch rosa. Das tut mir leid. Ich bringe das gleich in die Küche, damit Sie es nochmals braten. Và nhân tiện thì chúng ta thực tập một vài câu với trạng từ damit để các bạn có thể hình dung được chúng ta sử dụng cái chữ này trong câu ra sao nha. Er nahm das Paket und ging damit zur Post. Anh ấy lấy gói hàng và đi ra bưu điện với nó. Đây là một câu diễn tả ở thì quá khứ nha các bạn. Và thay vì người ta lặp lại cái chữ Paket ở cái câu sau á, thì người ta dùng cái chữ damit, tức là với nó, damit. Er nahm das Paket und ging damit zur Post. Chúng ta tiếp tục với một thí dụ khác với chữ damit. Anh ta lấy một thanh sắt và dùng nó để phá cửa phòng. Er nahm eine Eisenstange und brach damit die Tür auf. Đây cũng là một câu được chia ở quá khứ bởi vì nó chỉ xảy ra một lần thôi nha các bạn. Er nahm eine Eisenstange und brach damit die Tür auf. Chúng ta học thêm một vài câu thông dụng với cái chữ damit nha các bạn. Ich bin gleich damit fertig. Có nghĩa là tôi sẽ làm xong việc đó ngay thôi. Ich bin gleich damit fertig. Tôi đã không mong đợi điều đó. Damit hatte ich nicht gerechnet. Damit hatte ich nicht gerechnet. Chúng ta cũng cần làm quen với một vài câu phổ thông
tức là những ngôn ngữ bình dân trong cuộc sống với cái chữ damit. Thí dụ như khi bạn nói ai cầm một cái gì đó hay là lấy một cái gì đó rồi bỏ đi thì trong tiếng Đức gọi là Nimm, wirf das weg. Nimm, wirf das weg. Và cũng cái ý nghĩa đó, chúng ta sử dụng cái chữ damit thì sẽ nói là bỏ qua nó đi, không có quan tâm làm chi, thì mình sẽ nói là weg damit. Weg damit. Weg damit. Thí dụ như các bạn khuyên một ai đó là hãy quên đi những cái điều về quá khứ, những cái điều không hay đó. Được rồi, hãy nhắm mắt lại và hãy quên nó đi. Okay, dann schließe deine Augen und weg damit. Okay, dann schließe deine Augen und weg damit. Bỏ nó đi, mang nó đi, tôi ghét chó lắm. Weg damit, ich hasse Hunde. Weg damit, ich hasse Hunde. Hãy bỏ nó đi, nếu không bạn sẽ gặp nhiều rắc rối hơn đó. Weg damit, sonst kriegen Sie noch mehr Ärger. Weg damit, sonst kriegen Sie noch mehr Ärger. Một câu nói phổ thông khác cũng có cái chữ damit kèm theo. Thí dụ như một ai đó có một cái vấn đề gì đó họ giấu giếm, nhưng cuối cùng rồi họ cũng nói ra, thì cái câu tiếng Đức á nói là Sage es endlich. Sage es endlich. Tức là cuối cùng rồi nó cũng nói ra. Thì khi mà mình dùng cái câu với cái chữ damit thì mình sẽ nói là heraus damit, tức là cuối cùng rồi nó cũng nói ra, hay là khai ra đi, nói ra đi. Heraus damit, forderte sie. Hãy nói ra đi, cô ấy yêu cầu. Chúng ta cũng có thể dùng câu này đối với những người mà họ muốn giấu giếm một cái gì đó, một cái vật gì đó chẳng hạn, và nói họ hãy đưa ra đi. Heraus damit. Heraus damit. Và khi chúng ta đề nghị ai đưa cho mình một cái gì đó thì thay vì mình nói là gib es her hay là gib her, có nghĩa là đưa nó đây, thì chúng ta cũng có thể nói là her damit. Her damit. Hãy mang tất cả những cái mà các bạn có vào đây. Nur her damit, was immer ihr auch habt. Nur her damit, was immer ihr auch habt. Vậy thì hãy mang nó vào đây. Na dann, nichts wie her damit. Na dann, nichts wie her damit. Tôi muốn rượu whisky, hãy đưa nó cho tôi. Ich will whisky, her damit. Ich will whisky, her damit. Rồi, chúng ta trở lại đề tài về nhà hàng. Thí dụ khi mà bạn muốn hỏi người ta là cái món ăn này có ngon hay không, thì mình sẽ hỏi như thế này. Was schmeckt dir das Essen? Hay là Was schmeckt Ihnen das Essen? Bạn thấy món ăn này như thế nào? Bạn có thích món ăn này không? Món ăn này có ngon không? Đại loại cái ý nghĩa nó là như vậy. Và các bạn thử nghe xem coi người khách họ trả lời ra sao nha. Nicht gut, gar nicht gut. Không ngon, không ngon tí nào hết. Nicht gut, gar nicht gut. Die Teigwaren sind viel zu weich. Sie sind verkocht. Mì sợi thì mềm xèo, chúng bị nấu chín quá. Die Teigwaren sind viel zu weich. Sie sind verkocht. Pasta muss man al dente kochen. Mamma mia. Mì ống á thì là phải được nấu theo kiểu al dente. Và như thế nào thì gọi là kiểu mì ống hay là mì Ý nấu theo cách al dente? Có nghĩa là thời gian nấu mì ống ở trên bao bì người ta họ ghi thí dụ là 15 phút. Thì ngay khoảng phút thứ 13 các bạn nếm thử mì ống, nếu nó đủ mềm, dễ nhai nhưng vẫn còn một chút vết cắn ở trên cái ống mì đó thì lúc đó nó đạt yêu cầu. Thì cái kiểu này gọi là al dente. Pasta muss man al dente kochen. Mamma mia. Các bạn thấy cái chữ tiếng Ý là mamma mia, đó có nghĩa là mẹ ơi, hay là mình có thể nói là trời ơi, bạn ơi, vân vân. Nó là một cái từ đệm vào trong cái câu đó thôi, giống như nói là trời ơi. Và bây giờ chúng ta nghe lại toàn bộ lời than phiền của bà khách khó tính nha. Nicht gut, gar nicht gut. Die Teigwaren sind viel zu weich. Sie sind verkocht. Pasta muss man al dente kochen. Mamma mia. Đôi khi ở trong nhà hàng các bạn đặt một thức uống hay là một món ăn nào đó mà không vừa ý á, thì mình có thể gọi người bồi bàn ra và nói như sau. Hallo, Entschuldigung. Nó có nghĩa là mình gọi người bồi bàn đến một cách lịch sự. Hallo, Entschuldigung.
Hallo? Ja? Ich habe ein kaltes Bier bestellt, aber das hier ist warm. Ich kann kein warmes Bier trinken. Tôi đã đặt một ly bia lạnh, nhưng ly bia này ấm. Tôi không thể uống ly bia ấm được. Ich habe ein kaltes Bier bestellt, aber das hier ist warm. Ich kann kein warmes Bier trinken. Entschuldigen Sie, ich bringe Ihnen ein neues. Xin lỗi cô, tôi sẽ mang cho cô một ly mới. Entschuldigen Sie, ich bringe Ihnen ein neues. Ok, tới đây thì các bạn thấy cái câu của chúng ta, nó là một câu vừa có túc từ trực tiếp, vừa có túc từ gián tiếp. Và chúng ta cùng làm quen cái mẫu câu này nha các bạn. Trước tiên, chúng ta sẽ nói một câu với túc từ trực tiếp. Tôi mang đến một ly bia mới. Ich bringe ein neues Bier. Và ly bia mới này mình mang đến cho ai? Thí dụ như là cho tôi, cho bạn, cho ai đó. Thì cái phần đó gọi là túc từ gián tiếp. Tôi sẽ mang đến cho bạn một ly bia mới. Ich bringe dir ein neues Bier. Ich bringe dir ein neues Bier. Các bạn còn nhớ gián tiếp của nhân xưng đại danh từ là như thế nào không? Thí dụ như là tôi, ich thì sẽ là mir, du sẽ là dir, anh ấy là er sẽ thành ihm, cô ấy, sie sẽ là ihr, chúng ta, wir sẽ là uns, các bạn, ihr sẽ là euch, họ là sie sẽ là ihnen, vân vân. Đó là gián tiếp của nhân xưng đại danh từ. Còn gián tiếp của mạo từ với danh từ giống đực và giống trung tính, tức là der và das, thì của nó sẽ là dem. Và của giống cái đi thì gián tiếp của đi tức là der. Và gián tiếp của danh từ số nhiều đi thì sẽ trở thành den. Một thí dụ khác, tôi mang cho anh ấy một ly nước. Gián tiếp của anh ấy er thì sẽ là ihm. Câu này sẽ nói là Ich bringe ihm ein Glas Wasser. Ich bringe ihm ein Glas Wasser. Một thí dụ với danh từ giống cái. Chúng tôi mua cho cô ấy một ngôi nhà đẹp. Wir kaufen ihr ein schönes Haus. Wir kaufen ihr ein schönes Haus. Sáng mai chúng ta sẽ đi mua đồ ăn cho chúng ta. Morgen früh ziehen wir los und kaufen uns das Essen. Morgen früh ziehen wir los und kaufen uns das Essen. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục trở lại đề tài về nhà hàng. Bây giờ bạn không có thể uống được ly cà phê bởi vì nó quá nhạt nhẽo, thì mình sẽ nói như sau. Den Kaffee kann ich nicht trinken. Der ist viel zu schwach. Bây giờ chúng ta nghe lại toàn bộ cái câu này. Tôi không thể uống ly cà phê này được, nó quá nhạt nhẽo. Làm ơn mang cho tôi một ly cà phê đậm đặc, không phải là một thứ nhiều nước lỏng bỏng như vậy. Den Kaffee kann ich nicht trinken. Der ist viel zu schwach. Bringen Sie mir bitte einen starken Kaffee, nicht so eine wässrige Brühe. Các bạn nghe lại mẫu câu này xem coi nó quen không? Bringen Sie mir bitte einen starken Kaffee, nicht so eine wässrige Brühe. Làm ơn hãy mang đến cho tôi một ly cà phê đậm đặc. Đây là một cái mẫu câu mà chúng ta vừa học đó, tức là một câu gồm có hai túc từ trực tiếp và gián tiếp. Thì cái câu này á, túc từ trực tiếp của nó tức là một cái ly cà phê đậm đặc, và gián tiếp tức là mang cho tôi, bringen Sie mir, tức là hãy mang cho tôi cái gì đó tức là trực tiếp, còn cho tôi tức là gián tiếp. Trong tương lai, chúng ta sẽ còn gặp nhiều cái câu tương tự như vậy, và hy vọng là các bạn sẽ không có gì thắc mắc nha. Và bây giờ chúng ta nghe tiếp cũng cái mẫu câu đó. Xin lỗi, làm ơn mang đến cho tôi muối và tiêu. Entschuldigung, bringen Sie mir bitte Salz und Pfeffer. Thì trong câu này các bạn thấy trực tiếp của nó tức là mang đến muối và tiêu, còn mang đến cho ai đó tức là gián tiếp. Bringen Sie mir bitte Salz und Pfeffer. Die Suppe ist mir zu fad. Ich muss sie nachwürzen. Món súp thì quá nhạt nhẽo đối với tôi phải cho thêm gia vị vào. Die Suppe ist mir zu fad. Ich muss sie nachwürzen. Chúng ta có cái động từ würzen. Würzen. Nó có nghĩa là nêm gia vị. Các bạn biết không, tiếng Đức nó cũng rất là ngộ nghĩnh.
khi mà chúng ta biết được gốc của những từ ngữ chúng ta học, thì từ đó chúng ta có thể tự tạo thành những cái từ mới. Thí dụ cái từ nêm gia vị, cái động từ nó là würzen. Và bây giờ chúng ta chỉ việc thêm một cái giấy từ đứng trước nó thì nó sẽ thành một cái từ mới. Nachwürzen, tức là nêm lại gia vị. Có nghĩa là mình nấu nướng một cái gì đó nó không có hợp khẩu vị, sau đó mình sẽ nêm lại cái này, nêm thêm cái kia vô thì gọi là nachwürzen. Hay là một cái động từ khác là lesen. Lesen có nghĩa là đọc. Rồi bây giờ mình đọc một cái gì đó mình không có hiểu thì mình đọc lại thì sẽ là nachlesen. Tôi phải đọc lại quyển sách này. Ich muss das Buch noch einmal nachlesen. Hay là tôi phải suy nghĩ lại thì sẽ nói là ich muss nachdenken. Vân vân. Và bây giờ chúng ta làm quen tiếp với một số động từ được sử dụng thường trong nhà bếp. Khi mà các bạn muốn gọt vỏ trái cây hay là cái gì đó, nói chung nó có cái vỏ và mình lột ra, thì cái hành động đó chúng ta sẽ dùng cái động từ schälen, schälen. Nó có nghĩa là gọt vỏ, và đây là một động từ trực tiếp bởi vì nó tác động lên trực tiếp làm một cái gì đó, thí dụ gọt cái vỏ một trái cây. Ok. Er schält das Gemüse. Anh ấy gọt vỏ rau củ. Er schält das Gemüse. Chúng ta có cái động từ schneiden, tức là cắt. Trong nhà bếp mình cắt thịt, cắt rau á, thì mình sẽ đọc là schneiden. Er schneidet das Gemüse. Anh ấy cắt rau quả. Er schneidet das Gemüse. Cái động từ kế tiếp là rühren, có nghĩa là khuấy, trộn này kia lên, khuấy bột hay là trộn bột, thí dụ vậy đó, gọi là rühren. Rühren. Er rührt mit dem Mixer den Teig. Anh ấy khuấy bột bằng cái máy trộn. Er rührt mit dem Mixer den Teig. Động từ rollen có nghĩa là lăn, lăn tròn đó các bạn. Rollen. Er rollt den Teig aus. Anh ấy lăn bột ra, tức là cán bột cho nó mỏng ra bằng một cái dụng cụ như là cái cây, cái chai, cái đồ lăn bột, vân vân. Er rollt den Teig aus. Cái hành động, thí dụ như là cái bánh mì, rồi các bạn nhồi thịt vô, hay là cái miếng bột để làm bánh pizza đó, rồi các bạn xếp phô mai, xếp cà chua, rồi xếp thịt hun khói lên, vân vân. Thì cái hành động đó, đó trong tiếng Đức gọi là belegen. Belegen. Er belegt die Pizza. Anh ta xếp đồ lên chiếc bánh pizza. Er belegt die Pizza. Sau những cái hành động giống như là gọt vỏ rau quả, rồi cắt nhỏ ra, rồi nhồi bột, rồi lăn bột, rồi xếp những cái thực phẩm đó lên trên cái bánh pizza, thì cái hành động kế tiếp á là nướng. Cái động từ nướng thì chúng ta có là backen. Backen. Thì bây giờ anh ấy nướng cái bánh pizza thì chúng ta sẽ nói là er backt die Pizza. Anh ấy nướng pizza. Nãy giờ những cái động từ đó đều là động từ cần túc từ trực tiếp nha các bạn, là bởi vì nó tác động trực tiếp lên một cái việc gì đó thì gọi là động từ trực tiếp. Er backt die Pizza. Ở trong các món ăn Việt Nam thì chúng ta có cái món xào, thí dụ như là xào rau với thịt, xào cái này xào cái kia đó, thì cái động từ xào gọi là braten. Braten. Er brät das Essen an. Anh ấy xào nấu thức ăn. Động từ an, braten đều có nghĩa như nhau, xào nấu. Er brät das Essen an. Nấu nướng, nói chung tức là kochen. Kochen. Er kocht eine Suppe. Anh ta nấu một món súp. Er kocht eine Suppe. Trong quá trình nấu nướng thì chúng ta có một cái hành động gọi là thử các món ăn. Và cái động từ thử đó thì đọc là probieren. Probieren. Er probiert die Suppe. Anh ấy nếm thử món súp. Er probiert die Suppe. Cái động từ thích, mögen, mögen, nó cũng là một trong những cái trợ động từ mà chúng ta đã học á. Ich mag Gemüse. Tôi thích rau quả. Ich mag Gemüse. Các bạn còn nhớ cái chữ gern, nó có nghĩa là thích. Thì đây là một cái trạng từ để mà bổ nghĩa cho động từ. Thay vì nói là ich mag
Gemüse essen, tức là tôi thích ăn rau quả, thì các bạn cũng có thể nói như sau với cái chữ gern. Ich esse gern Gemüse. Ich esse gern Gemüse. Tôi thích rượu vang. Ich mag Wein. Ich mag Wein. Tương tự như câu trên, chúng ta nói tôi thích uống rượu vang. Ich trinke gern Wein. Ich trinke gern Wein. Tôi không thích uống Cola. Ich trinke nicht gern Cola. Ich trinke nicht gern Cola. Tôi không thích ăn Schokolade. Ich esse nicht gern Schokolade. Ich esse nicht gern Schokolade. Chúng tôi còn cần gạo. Gạo là Rice. Wir brauchen noch Reis. Cái chữ noch có nghĩa là còn. Wir brauchen noch Reis. Bạn cũng vẫn còn đang mua sữa chứ? Kaufst du bitte auch noch Milch? Cái chữ auch noch có nghĩa là cũng còn. Kaufst du bitte auch noch Milch? Củ tỏi tức là Knoblauch. Knoblauch. Wir haben keinen Knoblauch mehr. Chúng ta không còn tỏi nữa. Keine hay là keinen mehr có nghĩa là không còn nữa. Kein Geld mehr, không còn tiền nữa. Keine Zeit mehr, không còn thời gian nữa. Vân vân. Wir haben keinen Knoblauch mehr. Können Sie mir helfen? Bạn có thể giúp cho tôi được chứ? Können Sie mir helfen? Wo ist hier die Kasse? Cái quầy tính tiền chỗ này ở đâu? Wo ist hier die Kasse? Gehen Sie geradeaus und dann nach links. Cô hãy đi thẳng rồi quẹo trái. Gehen Sie geradeaus und dann nach links. Cô hãy quẹo phải rồi đi thẳng. Gehen Sie nach rechts und dann geradeaus. Geradeaus có nghĩa là đi thẳng. Quẹo phải là nach rechts, nach rechts. Quẹo trái là nach links. Gehen Sie nach rechts und dann geradeaus. Ở trong nhà bếp á, thì chúng ta có những hương vị, thí dụ như là mặn, ngọt, cay, chua, vân vân. Thì những cái đó mình gọi tiếng Việt là vị, tiếng Đức thì đọc là Geschmack. Geschmack. Die Zitrone ist sauer. Chanh thì chua, chua tức là sour. Die Zitrone ist sauer. Chuối thì ngọt, ngọt tức là süß. Die Banane ist süß. Die Banane ist süß. Tiêu thì cay. Cay thì chúng ta sẽ đọc là scharf. Der Pfeffer ist scharf. Der Pfeffer ist scharf. Cà phê thì đắng. Đắng tức là bitter. Der Kaffee ist bitter. Der Kaffee ist bitter. Nếu các bạn là người ăn chay, tức là hoàn toàn không có ăn thịt, cái chữ hoàn toàn không, tiếng Đức gọi là nie, nie. Ich esse nie Fleisch. Tôi hoàn toàn không ăn thịt. Ich esse nie Fleisch. Tôi là người ăn chay. Ich bin Vegetarier. Ich bin Vegetarier. Tôi luôn mua bánh mì và sữa. Ich kaufe immer Brot und Milch ein. Ich kaufe immer Brot und Milch ein. Rau củ và trái cây thì tốt cho sức khỏe. Gemüse und Früchte sind gesund. Gemüse und Früchte sind gesund. Người ta nên ăn rau củ và trái cây. Man soll Gemüse und Früchte essen. Man soll Gemüse und Früchte essen. Đường và mỡ thì không tốt cho sức khỏe. Zucker und Fett sind ungesund. Zucker und Fett sind ungesund. Người ta nên tiêu thụ ít đường và chất béo. Chúng ta có cái động từ tiêu thụ, sử dụng đó, tức là konsumieren. Konsumieren. Man soll wenig Zucker und Fett konsumieren. Man soll wenig Zucker und Fett konsumieren. Các bạn thân mến, bài học tiếng Đức số 45 của chúng ta đã kết thúc. Minh Châu luôn hy vọng
với 30 phút học tiếng Đức với Minh Châu thì cũng có thể giúp cho các bạn ít nhiều gì trong công việc học ngoại ngữ của các bạn. Danke sehr. Ciao. Tschüss.